Xin mến chào quý vị và các bạn. Tối ngày 3 tháng 10 năm 2016, cơ quan công an đã xác định được danh tính nghi phạm vụ nổ mìn tự sát trên taxi xảy ra vào buổi trưa cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, người này tên Lê Thành, 50 tuổi, trú tại khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, đã từng có tiền án. Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định do Thành mang mìn tự chế lên xe, gây nổ làm cả tài xế taxi và Thành tử vong. Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng thành phố Cẩm Phả, khoảng 12 giờ 20 trưa cùng ngày, Lê Thành gọi điện vào tổng đài taxi của hãng Hoàng Minh, thành phố Cẩm Phả. Khi taxi đến địa điểm cách Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả khoảng 30m để đón Thành, thì một lúc sau, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn từ taxi. Nghi phạm Lê Thành đã ở tù 8 năm và hiện nghiện ma túy nặng. Khi kiểm tra nhà ở của Thành, lực lượng công an phát hiện thư tuyệt mệnh. Trong thư, người này nói vì sức khỏe yếu, ảnh hưởng đến gia đình nên nảy sinh ý định tự sát. Gia đình Thành cũng nghèo khó. Theo những đồng nghiệp của tài xế taxi Đặng Văn Trung, anh Trung được đánh giá khá hiền lành, hòa đồng, giản dị, hầu như không có hiềm khích với ai trong các mối quan hệ đồng nghiệp và bè bạn. Trước thời điểm gặp nạn, anh Trung vẫn đi làm bình thường và không hề có bất kỳ một biểu hiện gì lạ. Qua điều tra ban đầu, Lê Thành và anh Trung không quen biết nhau.